Chào bạn, hôm nay thì đồ chơi di động sẽ giới thiệu các bạn cái điểm nhấn của một túi Zilog đến từ Singapore. Thương hiệu Singapore được sản xuất tại Trung Quốc. Thì đây là cái điểm nhấn cường lực chống nhìn trộm dành cho dòng iPhone 11 Pro Max. Thế những dòng khác thì nó cũng tương tự. Đây là cái bao bì bên ngoài của nó. Đây là một thương hiệu khá mới và nhìn chung thì được thiết kế đẹp và chất lượng kính rất là tốt. Đây, bề mặt nó rất là trơn láng các bạn. Và nó nói chung là kính tương đối chất lượng, tương đối chuẩn. Ok, thì chúng ta sẽ mở hộp nó ra. Chống nhìn trộm là cái dòng kính dành cho những người có nhu cầu sử dụng điện thoại trong môi trường đông đúc mà cần cái sự riêng tư của họ. Trước khi đó thì những người đứng hai bên thì sẽ không có nhìn thấy được cái nội dung trên cái màn hình của chủ nhân nó. Thì chúng ta sẽ mình sẽ minh họa cho các bạn xem cái tính năng này cũng tương đối dễ hiểu. Đây là cái bao bì bên trong của sản phẩm. Đây, mở ra thì có cái túi nữa. Túi này thì đựng cái bộ dụng cụ hỗ trợ dán của Zilog. Kính này, nhân vật kính nó nằm trong đây. Đây, đặc điểm của cái dòng kính cường lực chống nhìn trộm thì nó sẽ làm màn hình mình tối đi một chút không ạ? Tùy hãng mà cái mà có thể là cái màn hình nó sẽ trong hoặc là màn hình nó sẽ có làm giảm độ phân giải đi. Thì ok, Zilog thì các bạn thấy là nó sẽ đảm bảo cho các bạn những yếu tố nó tốt nhất dành cho cái miếng dán cường lực chống nhìn trộm. Thì nhìn thẳng như là trong môi trường ở trong nhà thì các bạn thấy đây, nó dịu mắt, dễ chịu, chúng ta thấy nhìn rõ nội dung. Đi ra ngoài nắng thì màn hình nó khá là tối, cái đó mình báo trước các bạn. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta nhìn nghiêng thì sẽ khó là thấy nội dung, và nó rất là riêng tư. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ thử, ví dụ các bạn đang đứng nghiêng chút xíu so với cái màn hình nha. Đây bạn thấy cái nền trắng hồi nãy bây giờ nó tối thui rồi, nó không thể nào đọc được chữ nghĩa gì trong đó nữa. Tương tự thì mà chỉ dừng đứng nghiêng bên này một chút xíu thôi mà cũng không còn thấy gì nữa cả các bạn. Nhưng mà các bạn an tâm, thì là mình sẽ cho bạn gần tí xíu để bạn xem nè. Thì cái phần camera người ta để trong chỗ các bạn ha, nó không ảnh hưởng, nó không làm tối camera. Và đặc biệt là cái phần lưới loa này, nó có thêm cái màn loa này để nó chống bảo vệ tốt hơn cho cái loa. Nói chống bụi thì thực sự thì nó chống bụi lớn hơn bụi nhỏ nó cũng không chống được các bạn ha. Đó, mình sẽ zoom gần để các bạn xem cho nó rõ hơn về cái miếng dán này. Đây là miếng dán nhận lưng lửng 2.5D nha các bạn. Tức là cái viền nó chưa phải là cái viền cong 3D tràn ra ngoài. Chất lượng kính hiện tại của Zilog thì rất là ổn các bạn, rất là láng. Tức là nó chống vân tay gần là top trên thị trường luôn rồi. Các bạn có thể hoàn tâm đi gửi gắm cho niềm tin cho cái sản phẩm này hiện tại là vậy. Nãy nhìn nghiêng như này cũng tối thui các bạn. Đây là cái nhìn thẳng. Các bạn thân mến, nếu các bạn mua cái sản phẩm này tại cửa hàng, trực tiếp tại cửa hàng thì shop sẽ hỗ trợ giá lên cho các bạn. Nếu các bạn mua về thì các bạn cũng có thể tự giao một cách dễ dàng nhờ cái bộ dụng cụ nó hỗ trợ nó có sẵn ở trong này rồi. Các bạn thân mến, cái phần giới thiệu cái miếng dán cường lực chống nhìn trộm Zilog dành cho iPhone đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip khác của đồ chơi di động chúng mình.